Muộn 30 phút để xem lần này cô ta có thích mình nữa không? Dám dùng mối quan hệ để ép mình cưới à? Mơ đi. Bây giờ cho dù anh ta có không muốn ý, thì cũng nhất định phải làm theo thôi. Ai bảo trong chuyện này anh ta không có quyền quyết định? Với lại cô yên tâm, cái chuyện này tôi đã nắm phần chắc trong tay rồi. Anh ta muốn đấu với tôi á, còn lâu mới có cửa. Khẩu khí lớn thật đấy. Xem ra là cô ta có vẻ là đề cao bản thân rồi lại coi thường người khác rồi. Được rồi, lần này nhất định tôi sẽ không để cho cô được như ý đâu. Rõ ràng là trong câu chuyện này anh ta sai rồi. Đi đường không chú ý tông trúng phải cô, xong rồi lại còn không chịu bồi thường nữa. Cái chuyện này nhất định là tôi phải điều tra đến cùng. Làm sao có thể để chuyện này xảy ra như thế được? Tạm thời tôi qua lại nhé, tôi có việc. Chào anh ạ, anh có phải là Kiếm Anh không? Tôi đã nhìn thấy anh qua ảnh. Phải, tôi là Kiếm Anh đây, vị hôn phu từ nhỏ của cô đây. Còn tôi là... Sao? Cô tưởng là tôi dễ dàng bị cô dắt mũi như con bò à? Định cưới tôi á? Mơ đi. Cái cốc này ấy, là tôi đang giúp cô tỉnh ngộ ra đấy. Tôi nghĩ là người cần tỉnh ngộ ra là anh mới phải. Anh nghĩ là tôi muốn kết hôn với anh lắm hay sao? Cô đang ngụy biện cho bản thân mình đấy à? Tôi nói cho cô biết nhá, cô 5 lần 7 lượt gọi điện cho mẹ của tôi và giục mẹ tôi rằng hãy để cho tôi gặp cô. Như vậy thì không phải là cô đang thúc đẩy cái chuyện hôn nhân là gì. Tôi nói rồi, tôi sẽ không đồng ý cái chuyện mà hứa hôn từ nhỏ đâu. Tôi không thừa nhận. Vậy cho nên ý, tôi cũng sẽ không chấp nhận chuyện tôi là hôn phu của cô đâu. Anh nghĩ là anh không chấp nhận anh là vị hôn phu của tôi thì tôi dễ dàng chấp nhận như vậy à? Anh nằm mơ quá sớm rồi đấy. Mà tôi cũng nói luôn, những người yêu cũ của tôi ai ai cũng đều ưu tú hơn anh. Anh có muốn trách xét cho tôi ấy, cũng chưa đến lượt của anh đâu. À mà còn nữa, tuy anh là vừa mới đi du học nước ngoài về, nhưng mà chắc hẳn anh cũng phải biết giám đốc Toàn chứ nhở. Anh ấy là một trong 30 vị doanh nhân trẻ tuổi được vinh danh ở nước ta đấy. Anh ta thì liên quan gì đến chuyện này? Tại sao nó không liên quan? Anh ta là người yêu cũ của tôi. Cho đến tận bây giờ thì anh ta vẫn nài nỉ cầu xin tôi quay lại với anh ấy đấy. Cô nói cái gì? Cô nói Toàn là người yêu cũ của cô? Cô đùa tôi ở đây à? Làm sao? Anh bất ngờ quá à? Cô nói Toàn là bạn trai cũ của cô. Có gì để chứng minh không? Việc gì tôi phải chứng minh cho anh biết? Anh mà không tin ý thì có thể đến gặp trực tiếp và người nói chuyện mà. Không ạ, tôi quên mất đấy, người bận rộn như anh ấy thì làm sao có thời gian để cho anh gặp mặt được chứ. Anh và anh ấy không thân cũng chẳng quen thì việc gì anh ấy phải công khai cái chuyện đời tư cá nhân của mình cho anh biết. Mà chưa chắc là anh ấy còn có thời gian để đến gặp mặt anh nữa ấy. Đúng đấy, tôi thấy cô nói rất đúng. Một người bận rộn như anh ta ấy, đúng là gặp thì không hề dễ. Nhưng mà hôm nay đã gặp rồi, vậy thì phải hỏi cho ra lẽ nhá. Thôi chết, tại sao anh ta ở đây? Anh, tại sao anh đến mà không nói cho em một câu? Cô không nhận nhầm người đấy chứ? Tôi và cô đâu quen nhau. Cứu một mạng người, con xây bảy tòa tháp. Anh giả vờ như cái biết tôi đi. Ơn này nhá, tôi nhất định sẽ báo đáp. Nhưng mà... Em biết rồi, em biết là anh không thích em đi gặp vị hôn phu. Nhưng mà ngày hôm nay em đã hẹn anh ấy ra đây
là để nói rõ ràng mọi chuyện. Em muốn cắt đứt mối quan hệ này. Anh đừng có ghen bóng ghen gió nữa nhá. Trùng hợp thật đấy. Lại gặp em ở đây rồi. Cái gì? Hai người quen biết nhau à? Cô không biết à? Thôi bốc phét đi. Toàn chính là em trai ruột của tôi đấy. Cái gì? Lại... lại còn có cả chuyện em trai ruột ở đây á? Tôi tưởng là... tôi tưởng anh chỉ là con một. Thế thì tôi nghĩ cô nên phải xem xét lại cái tầm hiểu biết của mình đi. Chứ còn cứ bào hòa bốc phét như vậy tôi thấy không hay đâu. Với lại ấy, cái gì mà người yêu cũ, tôi sống cùng với nó ấy, chưa bao giờ nghe thấy nó nói là nó có người yêu cả. Cho nên ý, cô đừng giở trò nữa nhá. Tôi... những điều cô ấy nói hoàn toàn là sự thật. Em và cô ấy là người yêu cũ của nhau. Vốn dĩ em luôn tìm cách để làm hòa với cô ấy, nhưng mà cô ấy luôn thờ ơ lạnh nhạt. Hôm nay nhờ có anh mà cô ấy chủ động nói chuyện với em rồi. Em phải cảm ơn anh đấy. Cái gì? Em và cô ta là người yêu cũ á? Không thể nào. Chuyện này là hoang đường mà. Làm sao mà em lại có thể yêu vị hôn thê của anh trai em rồi chứ? Khi em và cô ấy yêu nhau, không hề biết tới chuyện anh và cô ấy đã có hướng hôn với nhau. Hơn nữa, chẳng phải anh luôn xem thường mối hôn sự này hay sao? Như vậy thì khi em và cô ấy yêu nhau, có ảnh hưởng gì tới anh không? Chuyện này... thôi được rồi. Chuyện này em hãy tự về nhà và giải thích với mẹ đi nhá. Anh không can thiệp nữa. Cô khá lắm. Khoan đã. Cảm ơn anh ạ. Chỉ cảm ơn là xong à? Chẳng phải là tôi vừa cứu mạng cô hay sao? Ít ra thì cô cũng phải để lại số điện thoại rồi anh bỏ đi chứ. Xin lỗi anh, tại vì điện thoại của tôi hết pin rồi. Với lại trí nhớ của tôi kém, tôi không thể nào nhớ được số điện thoại của mình. Hay là lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ cho anh số điện thoại của tôi. Tự nhiên bây giờ tôi còn có việc, tôi xin phép về trước. Cảm ơn anh nhé, tôi nhất định sẽ hậu tạ. Khoan đã. Đúng là một cô gái thú vị. Xấu hổ chết đi được ý. Tại sao lại có thể gặp anh ta ở đó được chứ? Mà mình cũng bị động cơ. Đáng lẽ ra vừa rồi phải hất thẳng vào mặt anh ta một ly nước, như vậy thì mới hả dạ được. Thế không biết nữa. Tôi thì coi như hôm nay xui vậy. Lần sau ấy, đừng hòng tôi gặp hai người. Anh nghe tin gì chưa? Công ty của chúng ta sắp tiếp đón sếp lớn đấy. Cái chuyện đấy, cả công ty nó đồn ầm lên rồi. Thấy bảo là giám đốc Toàn, em trai của giám đốc Kiếm Anh đấy. Anh thử nghĩ mà xem, hai anh em làm việc chung cho một công ty, chức vụ lại ngang nhau. Vậy liệu ai sẽ có thể lên chức chủ tịch sớm hơn nhỉ? Cái chuyện này hơi bị khó nói một tí. Tại vì hai người cùng đi du học về, hai người đều có năng lực. Cái fan này gọi là ngang tài ngang sức. Em thấy chúng ta phải phán đoán đúng, chọn đúng người để có mà chung thuyền. Đến lúc đấy người mà chúng ta phò tá không trở thành chủ tịch được, khi đấy chúng ta sẽ chả có lợi lộc gì đâu. Không có lợi lộc gì, nó là chuyện hết sức bình thường. Cái chuyện mình quan tâm ấy là nhỡ mai sau mình làm phật ý chủ tịch mới, có mà không sống yên ổn cái công ty này đâu. Anh nói cũng đúng. Việc quan trọng bây giờ ấy là phán đoán đúng và chọn đúng người. Đúng, em nói rất là đúng. Chào anh, tôi là nhân viên mới. Ai đây? Nhân viên mới á? Đây là Lan Anh, nhân viên mới đấy. Hai người chào hỏi nhau đi. Chào cô ạ, tôi là Lan Anh, rất vui được biết cô. Chào cô, tôi là Linh. Mà cũng sắp bây giờ làm việc rồi, chúng tôi vào thôi. Đi. Sao
Dạ, chào giám đốc ạ. Chào cô, lịch trình hôm nay như thế nào? Dạ, hôm nay anh và giám đốc kiếm anh có một cuộc họp với tổng công ty ạ. Cuộc họp sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa. Được rồi, thế cô chuẩn bị xe đi. Tôi và anh ấy sẽ đi ngay bây giờ. À, dạ, giám đốc đã ăn sáng chưa ạ? Tôi có làm bữa sáng, để tôi mang cho anh nhé. Không cần đâu, tôi ăn sáng rồi. Chúng ta sang tổng công ty luôn, kẻo muộn. Dạ vâng, để em đi chuẩn bị xe ngay ạ. Nếu như không có gì đặc biệt thì ngày hôm nay chỉ là ngày ra mắt em với cả tổng công ty thôi. Bên đó vẫn còn vài vị trí em chưa giao thiệp đấy nhá. Em biết rồi, có gì em chưa hiểu nhờ anh giúp đỡ em. Thôi, không cần phải khiêm tốn đâu. Chuyện điều hành ở công ty em cũng hiểu rõ mà. Với lại cũng chỉ là từ nước ngoài về nước mình mà thôi, chứ đâu có phải là từ sao hỏa về trái đất đâu. Mà có gì không hiểu ấy, cứ nói nhá, anh sẽ giúp đỡ. Dù sao thì vẫn cần phải giúp đỡ mà, không phải là em khiêm tốn đâu. Em chào giám đốc ạ. Giám đốc kiếm anh, may quá anh ở đây rồi. Cậu tìm tôi à? Có chuyện gì thế? Thật ra là không có chuyện gì quan trọng đâu ạ. Có nhân viên mới được bố trí làm thư ký của anh ạ. Để em giới thiệu cô ấy cho anh nhé. Được rồi, cô ở đâu? Mau gọi đến đây đi. May quá, tôi đang cần cô ấy đi cùng tôi đến họp ở tổng công ty đấy. Chào anh ạ, tôi là Lan Anh, là thư ký mới của anh. Là cô? Tại sao lại là hai anh được chứ? Cô giải thích đi. Rốt cuộc cô vào công ty này là có ý đồ gì? Tại sao cô lại trở thành thư ký của tôi? Thì tôi cũng đang thắc mắc là tại sao tôi lại vào công ty anh làm việc nữa. Cô đùa với tôi đấy à? Đừng có nói là đến ngay cả công ty của gia đình hôn phu của cô mà cô không biết nhá. Này, chắc chắn cô vào đây là để tiếp cận tôi đúng không? Cô bịa chuyện ý thì cũng phải thực tế lên một chút đi chứ. Anh bảo tôi bịa chuyện á? Tôi thật sự ý, là không hề biết và không cần biết anh làm gì, anh ở đâu. Và cái chuyện ngày hôm nay cũng chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp á? Trên đời này lại có nhiều chuyện đã trùng hợp đến thế à? Tôi là trẻ con à? Kệ anh, anh có tin hay không ý, thì tùy anh. Bởi vì tôi thật sự là không biết đây là công ty của anh. Nếu mà biết thì có lâu tôi mới vào. Cái gì? Cô không muốn vào đây làm việc á? Đừng nói với tôi là cô bị ép vào đây làm ấy nhá. Thì rõ ràng như thế mà. Rõ ràng là tôi không hề biết đây là công ty của anh. Và bây giờ cho dù anh có trả lương cho tôi gấp 10 lần ý, thì tôi cũng không bao giờ làm đâu. Cô dám ăn nói với tôi thế à? Việc gì tôi không dám. Chẳng phải là anh đang hiểu lầm tôi là tôi vào công ty của anh là có ý đồ không tốt à? Thì bây giờ tôi càng phải chứng minh cho anh biết là tôi không phải là người như vậy. Được rồi, cô chứng minh đi. Chứng minh bằng cách nào? Đơn giản thôi. Đó là cô ấy làm một đơn từ chức, từ cái chức vụ ấy đi. Có như vậy thì tôi mới tin là cô không muốn vào đây làm. Còn nếu cô không làm được ấy, thì chắc chắn là cô có ý đồ rồi. Anh... Sao? Cô không dám làm đúng không? Nếu như vậy thì chắc chắn là cô vào công ty của tôi là có ý đồ đúng không? Đi thôi, chúng ta vào họp à. Lan Anh, cô không đi sao? Mọi người cứ đi vào họp đi. Bây giờ tôi không còn là thư ký của giám đốc kiếm anh nữa, cho nên tôi không vào đâu. Vậy là sao? Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận việc mà. Anh vừa cho cô ấy nghỉ việc rồi. Từ bây giờ ấy, cô ấy không phải là thư ký của anh nữa. Anh cho cô ta nghỉ việc ngay từ ngày đầu tiên đi làm á? Ừ, sao thế? Có vấn đề gì à? À, không, không có vấn đề gì cả. Tôi chỉ đang nghĩ là tôi đang cần thêm một thư ký nữa thôi. Nếu như cô không muốn làm việc với anh ta thì có thể về làm việc với tôi. Tôi không phải là một cấp trên khó tính, nên tôi nghĩ là mình có thể làm việc vui vẻ với nhau. Giám đốc, tại sao bây giờ anh tuyển thêm thư ký thì tôi phải làm sao ạ? Không phải là anh đã có tôi là thư ký rồi hay sao? Thì cô vẫn làm việc như bình thường chứ sao nữa. Chẳng phải là cô suốt ngày than thở là khối lượng công việc quá nhiều, rồi nhiều việc này nọ hay sao? Tôi tuyển thêm một người nữa về hỗ trợ cô đấy, không phải tốt hơn à? Nhưng mà... Không được. Sao lại không được? Anh đuổi việc cô tao rồi mà. Tóm lại, không được là không được. Tại sao lại như thế? Anh đuổi việc tôi, bây giờ tôi muốn làm việc cho ai? Đây là quyền của tôi chứ. Thì vấn đề ấy là cô chưa có cái giấy tờ xác nhận là cô đã nghỉ việc. Cho nên ấy, đến thời điểm hiện tại bây giờ, cô vẫn là thư ký của tôi. Anh đang đùa tôi đấy à? Anh muốn giữ lại thì giữ lại, còn sa thải là sa thải à? Lời nói gió bay,
chưa có quyết định rõ ràng ấy thì cứ coi như là tôi nói đùa đi. Anh đến giờ họp rồi đấy, cô cũng đang là thư ký của tôi, đi vào trong chuẩn bị đi. Tại sao mình gọi điện cho mẹ mãi mà mẹ không bắt máy thế này? Bây giờ gái bẫy mình vào công ty này cho nên bây giờ không dám thừa nhận điện thoại của mình à? Đã biết là mình không thích hắn ta rồi, thế mà vẫn cố tình gài mình vào đây làm việc. Mẹ này, bây giờ mình có 10 cái miệng ấy thì mình cũng không thể nào mà chống chế nổi. Mà tức thật đấy, tự nhiên nghĩ đến cái bản mặt của anh ta lúc đó, không thể chấp nhận được. Anh muốn ép tôi nghỉ việc chứ gì? Còn lâu tôi mới nghỉ việc nhá. Anh tưởng bản thân mình là ai? Anh là cái rốn của vũ trụ chắc? Anh nghĩ là ai cũng thích anh à? Được rồi, đã thế thì tôi sẽ càng ở đây làm việc. Tôi sẽ phải trụ vững ở đây, tôi phải chọc tức anh. Cái gì? Chuyện anh nói thật đấy chứ? Thật chứ còn gì nữa. Cái chuyên môn công việc ấy thì anh kém thật, nhưng mà cái chuyên môn hóng hớt á, cả công ty này không ai bằng anh. Mà anh em thấy không, con bé Linh á, bình thường điệu đà chảnh chọe như thế, nhưng mà hôm nay bị giám đốc Toàn hạ uy, nhưng mà cô làm nó cái gì đâu. Nhưng mà giám đốc Toàn đúng kỳ lạ thật đấy. Thư ký Linh đi theo anh ta bao nhiêu lâu nay rồi, thế mà nói đuổi là đuổi, thay là thay luôn. Đúng là máu lạnh thật đấy. Cái chuyện đấy anh biết thừa rồi. Cái con bé Lan Anh ấy không phải là dạng vừa đâu. Lúc anh vừa giới thiệu nó phát là cả giám đốc Toàn và giám đốc Kiếm Anh ấy nhìn thẳng vào mắt nó. Lúc đấy ấy, là anh thấy chuyện gì đó không lành rồi. Anh nói cái gì mà em chả hiểu cái gì luôn ấy. Nó thì liên quan gì đến giám đốc Toàn với cả giám đốc Kiếm Anh cơ chứ? Sao lại không liên quan được? Theo cái kinh nghiệm hóng hàng ngàn drama của cái công ty này ấy, thì anh chắc chắn với em một điều, trong khoảng một thời gian nữa thôi là sẽ có một tiết mục chuyện tình tay ba, và nhân vật chính ấy không ai khác là con Lan Anh. Anh nói chắc chắn đấy. Anh dựa vào đâu mà nói như thế? Anh dựa vào... Hai người rảnh rỗi gớm nhở. Đang giờ làm việc, bao nhiêu công việc như thế mà không làm. Ra đây túm tụm mà nói xấu cấp trên à? Có tin là tôi sẽ đem chuyện này đi nói với cả giám đốc Kiếm Anh và giám đốc Toàn không? Chị Linh... Chị ơi, bọn em không có ý đó đâu ạ. Không có suy nghĩ gì đâu ạ. Đúng rồi đấy ạ. Chị ơi, chị tha cho bọn em lần này. Bọn em hứa là sau sẽ không nói linh tinh nữa đâu ạ. Dạ vâng, bọn em xin thề, xin hứa, xin đẹp ạ. Lần sau nhá, hai người mà còn để tôi bắt gặp hai người nói về cái chuyện này một lần nữa ấy, thì đừng có trách tôi. Mau đi về làm việc đi. Dạ vâng, dạ vâng. Tỉnh tay ba, cô ta xứng à? Giám đốc Toàn là của tôi, ai cũng đừng hòng tranh của tôi. Nếu không ấy, thì đừng có trách. Để xem cô có đủ bản lĩnh không?